Channel. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ sách giáo khoa lớp 2 nhé. Bộ sách lớp 2 gồm có sách bài tập với sách giáo khoa đây các bạn. Đầu tiên là bộ bài tập đạo đức, bộ bài tập tự nhiên và xã hội, bộ tập viết tập 2, tập viết tập 1, bộ bài tập tiếng Việt tập 1, bộ bài tập tiếng Việt tập 2, bộ bài tập toán tập 1, bộ bài tập toán tập 2. Sách giáo khoa gồm có sách tự nhiên và xã hội, tập hát, toán, tiếng Việt tập 1, tiếng Việt tập 2, thủ công, võ tập bảng ghép. Video về giới thiệu bộ sách giáo khoa lớp 2 của mình đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn.